Đây là tô bánh canh Hiền vừa nấu xong. Hiền múc ra một tô. Thì Hiền sẽ bỏ thêm ớt, tiêu và hành ngò. Sau đó chúng ta đảo đều lên chúng ta ăn nhé. Xin mời các bạn ăn cùng với Hiền nha. Hello, Hiền xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn tới với kênh của Hiền Vi. Thì hôm nay Hiền sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn. Thì đó là món chân giò nấu bánh canh nha các bạn. Thì hôm nay Hiền có đi chợ thì Hiền có mua là một cái chân giò heo nhỏ thôi, là 1,5 kg ở cái khúc dưới các bạn. Cái khúc này á, thì các bạn ăn nó không có bị ngấy nè, có da dày dày thế này ăn nó mới ngon. Rồi đây là bánh canh nha. Và đây là củ cà rốt, đây là củ cải. Thì Hiền có mua thêm 2 củ này nữa để Hiền về Hiền bỏ trong cái nồi nước lèo khi đang sôi nha, để Hiền hầm chung với chân giò á. Đây là hành cây, đây là hành cây nha các bạn. Hành cây chút xíu nữa Hiền sẽ lấy cái gốc của nó, Hiền để phi với hành tăm và cái hạt củ hành tím, còn cái lá Hiền cắt để khi nào mình sử dụng bánh canh thì mình bỏ cho vô nha. Còn đây là dầu điều. Hiền nói thì Hiền sử dụng, Hiền nấu ăn Hiền rất sử dụng tới cái dầu điều này. Thứ nhất là cái màu nó đẹp, tạo cho món ăn của mình thêm hấp dẫn. Còn cái này là ớt băm nhỏ nha. Hiền đã băm băm ớt nhỏ ra thế này để chút xíu nữa có ăn thì ai ăn cay thì sẽ bỏ vào nha. Còn đây là tiêu. Đấy, còn đây là củ hành tím này mọi người. Đây là củ nén, còn gọi là củ hành tăm, ở quê Hiền gọi là củ hành tăm đó. Củ hành này thì rất là thơm luôn, người miền Trung quê Hiền rất là hay ăn cái hành này. Thì đây là tất cả nguyên liệu để Hiền nấu món bánh canh chân giò ngày hôm nay nhé. Bây giờ Hiền sẽ đi trụng cái chân giò này nha các bạn. Cái chân giò này thì thường thì thịt chúng ta trước khi nấu hay là chúng ta trước khi hầm xương thì chúng ta cũng phải trụng qua cái nước sôi một chút xíu để cho cái nước lèo của chúng ta sau là khi nấu nó sẽ trong hơn nhé. Thì đây là cái nồi nước sôi mà Hiền đã chuẩn bị sẵn này. Bây giờ nó đã sôi rồi đó. Nó đã sôi như thế này rồi, Hiền sẽ giảm nhỏ lại và Hiền cho chân giò vào nha. Cho chân giò vào thì chúng ta khoảng chừng vài phút thôi thì chúng ta vớt ra. Hiền sẽ cho vào nồi hầm luôn. Đây các bạn. Cái này thì Hiền đã làm sạch rồi cho nên Hiền chỉ trụng qua cho nó ra hết cái nước đục này thôi. Rồi xong rồi là Hiền sẽ đưa cái này đi hầm luôn nhé. Đồ hầm nó bằng ga đó. Thì tí nữa Hiền sẽ giới thiệu cái về cái nồi áp suất này cho các bạn nhé. Thì cái Hiền sẽ cho cái chân giò này vào hầm trước. Các bạn mua chân giò bé bé như thế này thì ăn thì nó sẽ bị đỡ bị ngán hơn đấy các bạn. Với lại nó cũng mình chặt cái khoanh nó cũng vừa với cái tô nhà mình á, cho nên là rất là dễ ăn, với lại ăn nó cảm giác nó không có bị ngán ngẩm. Đây đây đây, Hiền đã bỏ chân giò vào rồi thì bây giờ Hiền sẽ đậy cái nắp vung lại nhé. Trong lúc mà chờ đợi hầm xương ở phía dưới bếp thì bây giờ Hiền sẽ làm cà rốt với củ cải nha. Hiền sẽ cắt nó vừa phải, không có dày nha các bạn. Đây, cà rốt Hiền cắt vừa phải thế này thôi để cho nó khỏi bị nát. Củ cải Hiền sẽ không cắt giống cà rốt nha. Hiền sẽ cắt như thế này. Tại vì củ cải nó sẽ nhanh chín hơn cả cà rốt cho nên Hiền sẽ cắt dày hơn một chút. Củ hành lá này Hiền sẽ cắt là cái gốc của nó chút xíu nữa, Hiền sẽ xào sơ với dầu dầu điều á thì nó sẽ lên, Hiền để đây luôn nha. Còn cái lá này Hiền sẽ cắt nhỏ ra các bạn. Cắt nhỏ đi chút xíu rồi chúng ta nấu xong thì chúng ta sẽ bỏ lên cái tô bánh canh nha.
rí hay củ cắt nhỏ nhé. Bên này thì dầu điều lúc nãy Hiền đã cho vào nồi rồi, Hiền để thế này để cho nó nóng dầu lên và Hiền cho sẽ phi cái hành này nhá. Bây giờ Hiền sẽ bỏ cái hành phi vào nhá. Cái hành phi mà Hiền vừa phi với cái dầu điều ấy. Bỏ cái này vào đây. Đây các bạn thấy không? Đã có màu rồi. Hiền sẽ cho cà rốt và củ cải vào hầm một lần nữa nha. Đây các bạn, thì sau khi Hiền bỏ cà rốt với củ cải vào cho nó sôi một lúc đúng không, thì nó sẽ chín củ cải và cà rốt rồi thì Hiền sẽ cho bánh căn vào luôn nha. Đó, khi bánh căn chúng ta nấu mà nó chín thì nó nổi như thế này nè, thì là đây là cái nồi bánh căn mà hoàn thiện của Hiền nha. Xong xuôi rồi các bạn, bây giờ Hiền sẽ bỏ thêm đầu hành vào các bạn. Đây, cái đầu hành này Hiền để nguyên cả củ vậy luôn để ăn cho nó ngọt. Đó, để sôi khoảng chừng 1 phút thôi là đầu hành nó chín hết rồi. Hành nó cũng nhanh chín lắm. Cái này ấy, các bạn thấy không? Cái màu rất là đẹp luôn này. Cái màu rất là đẹp. Với lại nó cái chân giò Hiền hầm nó mềm nhũn luôn các bạn. Đó, thấy không? Cà rốt, củ cải ăn rất là ngọt luôn. Đó. Bây giờ Hiền sẽ bỏ thêm hành ngò lên trên nữa các bạn. Xong rồi Hiền đảo đều lên chút xíu nữa. Bây giờ các bạn nhìn thấy cái nồi bánh canh của Hiền có hấp dẫn hay không nhỉ? Có màu cam của cà rốt, màu trắng của củ cải nè, màu vàng của dầu điều, hành phi. Và bây giờ nhìn nồi bánh canh rất là hấp dẫn luôn. Chân giò Hiền hầm rất là nhừ luôn. Ăn rất hấp dẫn đấy các bạn ạ. Video của Hiền bây giờ xin kết thúc tại đây nha các bạn. Các bạn coi video nhớ đăng ký và ủng hộ cho Hiền với nha. Hiền xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.